Có một sự thật lịch sử rằng Ba Lan là nước duy nhất từng chiếm được Moscow của Nga khi thành phố này có tư cách thủ đô đương thời. Thế nhưng, chỉ sự thật lịch sử thôi đôi khi không nêu được hết vấn đề bên trong. Khi nhắc tới sự kiện này, có một chi tiết khá thú vị như sau. Ấy là khi người Ba Lan không quá hào hứng ngạo nghễ vì điều này. Ngược lại, người Nga cũng chẳng mấy khi làm bồn nhục. Nói cách khác, khi nói về sự kiện Ba Lan chiếm kinh thành Moscow của Nga, phía buồn hơn lại là người Ba Lan. Tại sao lại có sự kỳ khôi này? Hãy cùng tìm hiểu các bài viết Sự kiện Ba Lan chiếm Moscow năm 1612, Nỗi buồn mất nước của người Nga hay Ván bài chính trị kinh điển của nhà Romanov của tác giả Phạm Đăng được đăng tải trên website Spiderum nha. Về sự kỳ khôi sau canh việc Ba Lan chiếm Moscow năm 1612 thì thực ra nó chỉ lạ với ai nhìn bên ngoài thôi. Còn nếu đào sâu vào trong thì bản chất của giai đoạn và sự kiện các bạn sẽ thấy nó rất là bình thường. Chỉ có điều cái bình thường của lịch sử Nga ở đây chỉ áp dụng cho người có thần kinh thép, còn lại chúng chỉ định với những người bị rối loạn tiền đình. Video này sẽ hình tượng hóa và tóm tắt lịch sử của nước Nga giai đoạn đó bằng hình tượng một chiếu bạc. Chiếu bạc này nếu tính rộng kỹ phải chục người chơi, nhưng tính đơn giản dễ hiểu thì bạn chỉ cần biết 6 người, trong đó có 2 người chơi nước ngoài là Thụy Điển và Ba Lan. 4 người chơi của Nga bao gồm nhà Rurik chính thống, nhà Rurik giả mạo, nhà Godunov và nhà Romanov. Bên cạnh đó, video sẽ được chia thành nhiều phần lẻ tương ứng với từng giai đoạn để quý khán giả của Spiderum có thể dễ dàng theo dõi. Trước khi đi tiếp thì Spiderum có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn, đó là Talk Show, em út của nhà nhện Spiderum mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk Show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến Talk Show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Ngai vàng lung lay của nhà Rurik. Mọi việc bắt đầu từ cái chết của sao hoàng Ivan đệ tứ Bạo Chúa. Ông mất khi nước Nga đang trong tình cảnh khó khăn vì thất bại chiến tranh ở Livonia với người Lithuania trước đó. Quan trọng hơn, chuyện gia đình rắc rối của Ivan Bạo Chúa cũng làm cho ngai vàng cái vị của nước Nga bị lung lay. Điển hình nhất cho việc này là Ivan Bạo Chúa được cho là đã tự tay giết con của mình, thái tử Ivan Ivanovich. Dĩ nhiên điều này vẫn còn là một nghi án lịch sử. Khi Ivan Bạo Chúa qua đời, hai con tiếp theo lần lượt là sao hoàng và thái tử, đó là Fyodor và Dmitry. Tuy nhiên, cả hai đều rất nhỏ tuổi, trong đó Fyodor còn ốm yếu bệnh tật nên dĩ nhiên chưa thể có con thừa tự. Tự chung, ngai vàng của nhà Rurik thời kỳ này rất mong manh vì vua trẻ tuổi và thiếu người nối dõi hợp pháp chắc chắn. Nhà Godunov đoạt quyền, Rurik chính thống tạm dứt. Trong triều đình của sao hoàng Fyodor đợi nhất lúc bấy giờ, có một cận thần nhiếp chính, quyền lực vô song, đó là Boris Godunov. Ông này đã có thế lực lớn trong triều đình từ thời Ivan Bạo Chúa và ngay từ lúc đó đã có những tin đồn lan truyền rằng Boris Godunov có ý định cướp ngôi nhà Rurik. Giữa lúc đó, có một biến cố cực lớn đã xảy ra. Năm 1591, thái tử Dmitry nhỏ tuổi của triều đình Rurik đã qua đời trong kỳ án bí ẩn năm 1591. Người ta nói rằng thái tử bị ám sát do cậu bé bị một vết cắt vào cổ. Khỏi cần nói, người ta đổ dồn mọi nghi ngờ vào nhà Godunov. Thế nhưng quyền lực của ông ta quá lớn và cũng không có bằng chứng gì chắc chắn, nên cái chết của thái tử Dmitry thì đành để đó. Năm 1598, sao hoàng Fyodor đệ nhất của nhà Rurik qua đời. Với việc người kế vị duy nhất là em trai Dmitry đã mất trước đó, ngôi vị nhà Rurik chính thống đã bị bỏ trống. Trước tình hình đó, các quý tộc và người dân Moscow đương thời đã đề nghị Boris Godunov lên ngôi sao hoàng. Thế là nhà Rurik đã tạm dứt, nhà Godunov đã kế ngôi. Nhà Godunov sụp đổ, nhà Rurik giả mạo chiếm quyền. Nhiếp chính là Boris Godunov được bầu lên ngôi vua, mở ra nhà Godunov. Ban đầu, Godunov có nhiều cải cách làm lợi cho đất nước và người dân Nga. Nhưng đang yên ổn thì bỗng dưng ở tít tận Mỹ Châu núi lửa phun trào, cho bụi từ vụ phun trào này lan đến châu Âu và ảnh hưởng xấu tới thời tiết. Do đó, nước Nga bị mất mùa, đói kém. Sao hàng Boris Godunov mở kho cứu tế cho dân chúng nhưng lại gây tác dụng ngược là càng đói thêm, trong khi các quý tộc thì mất quyền lợi trở nên căm ghét nhà Godunov. Giữa lúc này, có một kẻ vô danh nào đó ở xứ Ba Lan xuất hiện và tuyên bố bản thân là thái tử Dmitry của nhà Rurik còn sống. Sử gọi kẻ này là Dmitry giả đệ nhất hay sao hoàng Dmitry đệ nhị. Sao hoàng giả danh này kêu gọi một cuộc nổi dậy nhằm lấy lại ngôi vàng chính thống của nhà Rurik, do đó được một bộ phận người dân ủng hộ. Thế là quý tộc Nga được đà té nước theo mưa, tuyên bố phù Rurik diệt Godunov
và hỗ trợ đón quân nổi loạn cùng lính đánh thuê Ba Lan, Cossack tiến vào Nga đánh nhà Godunov. Boris Godunov không đương đầu nổi tình hình khó khăn, đã đổ bệnh qua đời. Con trai trẻ là Fyodor vội vã nối ngôi, trở thành sao hoàng Fyodor đệ nhị. Tới năm 1605, quân nổi dậy của Dmitry đệ nhất đã đánh vào Moscow. Các quý tộc Moscow đã tự tay giết chết cả nhà sao hoàng Fyodor đệ nhị và gia tộc Godunov. Thế là nhà Godunov chính thức bị xóa sổ. Kẻ giả danh Dmitry đệ nhất tiến vào Moscow, lên ngôi trở thành sao hoàng và mở ra thời đại nhà Rurik giả mạo. Rurik giả bị lật đổ, Rurik chính thống trung hưng. Dmitry đệ nhất lên ngôi nhưng nhanh chóng thu lại sự ghét bỏ của dân chúng lẫn giới quý tộc, do nhiều người biết ông là vua giả. Mặt khác, ông rất thân với Ba Lan, nhiều âm mưu nổi dậy đã sinh ra nhằm lật đổ vua Dmitry đệ nhất. Lúc này, trong hàng ngũ quý tộc của Nga lòi ra một ông là Vasily Shuisky, là họ hàng hơi xa của nhà Rurik chính thống. Vasily Shuisky đoán ra Dmitry đệ nhất là kẻ giả danh và lại còn rất thân với Ba Lan nên đã nổi lên đánh lại. Nhiều người dân đã đi theo Vasily Shuisky. Để đối mặt với tình thế đó, Dmitry đệ nhất lại chủ quan không ngờ. Ông vẫn tổ chức đám cưới linh đình khi chiến sự lan đến tận Moscow. Kết quả là trong đám cưới của chính ông, quân nổi dậy đã trà trộn vào và phá hoại. Dmitry đệ nhất trong cơn hoảng loạn được cho là nhảy ra cửa sổ, ngã xuống cầu thang và chết. Quân nổi dậy lấy được thi thể của Dmitry đệ nhất, đã chặt ra thành nhiều mảnh trưng bày giữa chợ để thị uy. Với việc lật đổ kẻ giả danh Dmitry đệ nhất, Vasily Shuisky lên ngôi sao hoàng, tức Vasily đệ tứ. Do Vasily được coi là họ hàng tuy hơi xa của nhà Rurik, người ta coi việc này là đánh dấu việc nhà Rurik giả bị loại bỏ, còn nhà Rurik chính thống lại được trung hưng. Khởi nghĩa nông dân liên tiếp, Thụy Điển can thiệp. Vasily đệ tứ tuy trung hưng về mặt ngai vàng cho nhà Rurik, nhưng không thể làm gì để cải thiện tình hình đói nghèo và bất ổn ở nước Nga. Các cải cách đa phần kết thúc trong thất bại, làm trầm trọng thêm tình hình. Thời thế hỗn loạn tiếp tục sinh ra thêm nhiều kẻ quấy phá. Trước kia có một tay nông nô rất bình thường tên là Ivan Bolotnikov bị người Tatar bắt làm nô lệ rồi trốn được. Khi đang lang thang bên Ba Lan, Ivan Bolotnikov được gặp Dmitry đệ nhất giả danh và được Dmitry hứa sẽ ban chức vụ cao cấp nếu giúp hắn lên ngôi sao hoàng. Ivan Bolotnikov tin người tưởng thật trở về Nga, nhưng chỉ ít lâu sau Dmitry nhất giả mạo đã bị lật đổ. Vẫn tin rằng Dmitry nhất là vô thật, Ivan Bolotnikov lãnh đạo một cuộc nổi dậy nông dân đánh lại sao hoàng Vasily đệ tứ, tham vọng khôi phục ngai vị cho nhà Rurik giả. Cuộc nổi dậy gây thiệt hại và hỗn loạn nặng nề cho nước Nga, dù cuối cùng Ivan Bolotnikov bị đánh bại, phải đầu hàng sao hoàng Vasily đệ tứ. Cũng trong thời điểm này, sử sách ghi nhận là vào khoảng năm 1607, các lực lượng du mục như Crimea, Nogai lợi dụng cướp phá khắp miền Trung và Nam nước Nga. Việc này càng khiến cho nước Nga trở nên tan hoang tiêu điều. Tuy vậy, sóng gió vẫn chưa dừng lại với Vasily đệ tứ. Tới khoảng năm 1608, một kẻ mạo danh khác lại nổi lên, lại tiếp tục xưng danh là Thái tử Dmitry còn sống, sự gọi là Dmitry giả đệ nhị. Dmitry đệ nhị tiếp tục đánh vua Vasily đệ tứ và lần này đánh rất mạnh. Quân đội Nga gần như sụp đổ, không thể chống lại lực lượng hùng hậu của Dmitry đệ nhị. Đối mặt với quá nhiều kẻ thù tới kiệt sức, Vasily đệ tứ cầu xin Thụy Điển giúp sức. Nhờ sự can thiệp của Thụy Điển, nước Nga mới đánh bại được quân đội nổi dậy của Dmitry đệ nhị. Tuy giành được thắng lợi để giữ vững chính quyền, nhưng sao hoàng Vasily đệ tứ vẫn chưa tiêu diệt được kẻ mạo danh. Ba Lan tham chiến, nhà Rurik trung hưng sụp đổ. Việc Thụy Điển trực tiếp can thiệp vào nước Nga khiến Ba Lan hơi lo ngại. Lúc ấy, Thụy Điển và Ba Lan đang tranh giành tầm ảnh hưởng ở châu Âu. Vì thế, rõ ràng người Ba Lan không hề muốn Nga và Thụy Điển về cùng một phe. Để đáp lại, vua Ba Lan là Sigismund đệ tam đã đem quân trực tiếp sang xâm lược nước Nga, đánh luôn cả liên quân Nga-Thụy Điển. Tháng 7 năm 1610, quân Ba Lan đại thắng ở Krushino, liên quân Nga-Thụy Điển thảm bại, vua Vasily đệ tứ phải bỏ chạy. Khi tới Moscow, ông bị quý tộc Nga bắt giữ, nộp cho người Ba Lan. Tới đây, nhà Rurik chính thức chấm dứt. Dù chính thống hay giả danh thì cũng không còn cơ hội trở lại với ngai vàng, kéo theo đó là Thụy Điển cũng phải rời khỏi cuộc chơi. Ba Lan chiếm đóng Moscow, hội đồng 7 Boyars. Quân Ba Lan tiến tới Moscow thì quý tộc ở đây đã tự tay phê chuất Vasily đệ tứ đón quân Ba Lan vào thành. Giờ đây, ngai vàng nước Nga đã bỏ trống, các quý tộc Nga phải tìm biện pháp thay thế gấp và giải pháp họ chọn là mời một người Ba Lan lên ngôi sao hoàng Nga. Người đó chính là hoàng tử Ba Lan Vladislav. Ông lên ngôi sao hoàng Nga và trở thành sao hoàng Vladislav đệ tứ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa người Nga và vị vua gốc Ba Lan này nhanh chóng trở nên xấu đi, chủ yếu do mâu thuẫn về tôn giáo. Ngoài ra, trên thực tế, quyền lực ở Nga lúc này không nằm ở sao hoàng nữa mà nằm trong tay một hội đồng gồm 7 quý tộc, hay nói cách khác là 7 boyars. Mấu chốt ở đây là quyền lực thực sự nằm trong tay giới quý tộc Nga. Việc sao hoàng là người Ba Lan hay quân Ba Lan chiếm đóng Moscow đều chỉ mang tính hình thức. Chỉ là hình thức, không phải thực chất. Bắt buộc phải nhớ điều này đấy nha. Dù vậy,
quân Ba Lan cũng giúp giới quý tộc Nga việc lớn trong giai đoạn này, đó là đánh bại hoàn toàn khởi nghĩa nông dân của những kẻ giả danh tiếp theo là Dmitry Đệ Tam và Dmitry Đệ Tứ. Qua đó, quyền lực của giới quý tộc Nga được củng cố vững chắc. Trục xuất Ba Lan, trung cuối Romanov lộ diện. Như đã nói ở trên, mâu thuẫn nhanh chóng nổ ra giữa giới quý tộc Nga và vua Ba Lan về tôn giáo. Ngoài ra, do việc chiếm đóng Moscow của Ba Lan chỉ là hình thức nên quân số cũng không nhiều. Chỉ 2 năm sau, tức là 1612, giới quý tộc Nga đã bắt tay nhau lập ra đội quân chung đánh vào Moscow. Quân Ba Lan ở đây ít ỏi và tinh thần chiến đấu kém, bị bao vây và cuối cùng đầu hàng vào tháng 11 năm 1612. Ngày nay, nước Nga lấy ngày 4 tháng 11 làm ngày quốc lễ đoàn kết dân tộc là để kỷ niệm sự kiện này. Từ đây, Ba Lan cũng bị hất cẳng khỏi cuộc chơi, người chiến thắng lúc này không ai khác chính là giới quý tộc Nga. Nhưng tới đây rồi, chúng ta không cần gọi chung quý tộc Nga nữa, mà chung cuối đã lộ diện, chúng ta gọi họ là nhà Romanov. Hóa ra nhà Romanov thực chất từ lâu đã cầm đầu giới quý tộc Nga kiểm soát bàn cờ chính trường. Họ chủ trương liên kết với các thế lực nước ngoài và lật đổ các triều đại họ không ưa. Từ Godunov, Rurik chính thống tới Rurik giả mạo, họ đã chơi một ván bài chính trị kinh điển mà phải tới cuối cùng các quân bài chính thức mới được lật ngửa. Và giờ, khi đã đánh bại được quân Ba Lan và giành được quyền lực tối cao, nhà Romanov đã khiến các quý tộc Nga tin rằng không ai xứng đáng hơn con cháu nhà tôi. Và rồi, năm 1613, cậu trai trẻ Mikhail Fedorovich đã được bốc lên làm sao hoàng, mở ra triều đại Romanov kéo dài mãi tới năm 1917 mới kết thúc. Dù vậy, Mikhail Fedorovich và nhà Romanov vẫn sẽ phải trải qua vài thử thách cuối cùng nữa mới có thể hoàn toàn yên ổn cai trị nước Nga. Thế nhưng đó sẽ lại là chủ đề của video khác. Tới đây, có lẽ mọi người đã có thể hình dung tổng quát về giai đoạn rắc rối đó của lịch sử Nga. Qua đó có thể hiểu được tại sao người Ba Lan không quá tự hào và người Nga lại không quá nhục nhã về sự kiện Ba Lan chiếm thành Moscow năm 1610. Nhắc lại lần nữa, thì thực chất toàn bộ quá trình là cuộc chơi trên chiếu bạc của 6 người, trong đó có tới 4 người chơi hệ Nga. Với số lượng áp đảo như vậy thì dù kịch bản nào diễn ra vẫn có khả năng rất cao là người Nga giành thắng lợi lớn nhất. Quả thực, kết cục cuối cùng là nhà Romanov nhờ mưu mẹo vừa liên kết vừa lợi dụng các phe nên đã giành được chiến thắng lớn nhất là ngai vàng toàn Nga. Các thế lực ngoại bang như Ba Lan và Thụy Điển dù có giành được vài lợi ích về lãnh thổ được Nga cắt cho, nhưng tính ra chẳng đủ bù lại công sức họ bỏ ra. Hơn nữa, cũng rõ ràng chẳng đủ để thay đổi sự thật rằng họ đã bị nhà Romanov lợi dụng trong một ván bài kinh điển mà nhà Romanov đã sắp xếp ngay từ đầu. Chính vì lẽ đó mà khi nói về việc chiếm được Moscow năm 1612, người Ba Lan cũng chẳng buồn tự hào làm gì, mà thậm chí còn cảm thấy mất mặt khi đã bị lợi dụng như một con cờ. Và đó là những thông tin xoay quanh sự kiện Ba Lan chiếm thủ đô Moscow của người Nga năm 1610. Rõ ràng, mọi thứ xung quanh việc này không đơn giản như bề ngoài, mà là tầng tầng lớp lớp mưu mô chính trị và nhiều sự kiện bên lề khác. Các bạn có suy nghĩ thế nào về sự kiện này? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm nút like, share, subscribe cho kênh YouTube Spider Room và đừng quên bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!